Câu 1 ED được phát âm là D. Câu 2 là invited, đuôi ED. Câu số 3 lasted, ED. Và câu 4 decided là ED. Tất cả phải chấm bài bằng bút đỏ nha. Vậy ta có đáp án đúng câu này, ED được phát âm là D. Đáp án đúng là phương án A. Câu số 2, bread là một từ rất là đặc biệt. Vì ở đây theo cái cấu tạo thông thường, EA được phát âm thành âm Y dài. Nhưng từ bread nó là âm E. Heat, Y dài. Mean, Y dài. Và teach, Y dài. Vậy đáp án đúng câu này là đáp án A. Câu số 3, decide, âm 2. Receive, âm 2. Enter, âm 1. Become, âm 2. Đáp án đúng là phương án C, trọng âm R và âm tiết thứ nhất. Câu số 3, parenting, âm 1. Happiness, âm 1. Comfortable, âm 1. Successful, âm 2. Successful. Vậy ở đây cái từ sơ, ở đây chữ U nó đọc thành âm ơ nhé. Được chưa? Successful. Vậy đáp án đúng câu này là phương án D, âm 2, ba từ kia âm 1. Câu số 5. Sau trận đấu, anh ta thừa nhận rằng là anh ta đã chơi rất tệ. Vậy cái việc thừa nhận và cái việc chơi đều xảy ra trong quá khứ. Nhưng cái việc thừa nhận nó lại xảy ra sau việc đã chơi. Vậy câu này sai ở từ has play và câu này phải chữa thành had the play. Câu số 6. The cake looks delicious, but it's too hot for me to eat it. Câu này nếu để thi ra rơi vào những câu kiểu như thế này thì cô cũng đã dạy các con cái mệnh đề sử dụng to rồi. Eat trong câu này chính là chủ ngữ. Được chưa? Vậy ở đây nó không cần cái tân ngữ này nữa. Đấy, nó đã có cái chủ ngữ đấy rồi và câu này không phải là hai mệnh đề. Đồng tân ngữ của cái từ này không cần nữa. Vậy ở đây nó sai mất phương án D. Được chưa? Phương án D câu này các con phải bỏ cái từ ít này đi. Và các con giải thích cho cô ở đằng sau câu này. Đây chính là một mệnh đề không cần tân ngữ. Một mệnh đề thì chúng ta sẽ không cần tân ngữ. Câu số 7. The classes offer better education opportunity than large ones. Now, small classes, những cái lớp học nhỏ thì offer better educational opportunities than large ones. Nếu như chủ ngữ này là chủ ngữ số ít thì nó sẽ so sánh cái từ one này nó thay thế cho cái từ nào? Cái từ one này nó thay thế cho từ classes. Và khi nó thay thế cho một từ số nhiều thì cái từ one này nó cũng sẽ phải ở số nhiều. Đấy, từ one trong trường hợp này nó không phải là một đâu. Nó chính là từ classes. Và mở ngoặc đơn ra. One thay cho classes. Được chưa? Vì vậy nếu từ classes ở số nhiều thì trong trường hợp này từ one cũng phải ở số nhiều. Đấy. Những lớp học nhỏ thì thường có cái cơ hội tức là cái cơ hội đào tạo tốt hơn những cái lớp lớp học lớn, có nghĩa là chất lượng tốt hơn những cái lớp học lớn. Tiếp theo câu số 8. Tôm lại đến muộn rồi. Tôm lại đến muộn rồi. Tôi ước là anh ta ở đây, tức là anh ta có mặt đúng giờ thường xuyên hơn.
Cái điều này là điều không thể xảy ra. Và đây là câu ước. Mỗi một câu các con đều phải ghi cái chú ý ở bên cạnh. Đây chính là câu ước không có thật ở hiện tại. Câu ước không có thật ở hiện tại. Và đối với một câu ước không có thật ở hiện tại thì động từ sẽ chia thì quá khứ đơn, chứ không chia là would nữa. Đấy, quá khứ đơn ở đây chính là were. Được chưa? Công thức của câu ước không có thật ở hiện tại đó là gì? Wish cộng với chủ ngữ cộng với V quá khứ. Đây là câu ước. Không có thật ở hiện tại. Còn cái mong muốn ở tương lai thì cái câu ước đấy nó lại hoàn toàn khác. Wish cộng với chủ ngữ cộng với would hoặc là could. Được chưa? Cộng với tương lai. Các con phải ghi chú hết vào. Mỗi một phần học lại như thế này là các con sẽ được học lại công thức. Đây là hai cái ghi chú. Và khi các con học lại, các con giải thích lại đề như thế này, các con cũng lôi tất cả những cái công thức liên quan để các con sẽ nhớ công thức lâu hơn. Wish có hai công thức. Thứ nhất, nếu điều đấy không có thật ở hiện tại thì các con sẽ dùng wish cộng với chủ ngữ cộng với quá khứ đơn. Còn nếu như wish có khả năng xảy ra trong tương lai thì chúng ta sẽ dùng từ would hoặc là từ could. Được chưa? Câu số 9. Khi chúng tôi nghe được cái tin đó, chúng tôi rất là vui. Vậy đây cái câu này nó chỉ về cảm xúc. Cảm xúc thì chúng ta không dùng delightful. Được chưa? Nó chỉ tính chất mất rồi. Cảm xúc chúng ta sẽ dùng tính từ có đuôi ed. Được chưa? Và câu này chúng ta ghi chú như sau. Đó là động từ to be cộng với hình thức động từ dạng P2. Và trong trường hợp này P2 chính là tính từ chỉ cảm nhận của con người. Tính từ chỉ về cảm nhận của con người. Chúng tôi đã rất là vui, cảm thấy vui. Được chưa nào? Tiếp theo, câu số 10. Nếu những cánh đồng lúa bị ô nhiễm thì các cây lúa sẽ chết. Câu này là câu điều kiện loại 1 thôi, không có gì khó cả. Nha. Điều kiện loại 1 và chúng ta nhắc lại câu điều kiện loại 1 như sau. Các con ghi chú ở bên cạnh, ghi bằng bút chì. Biết rồi cũng vẫn ghi nhá. Để cho nó nhớ công thức điều kiện loại 1. Và công thức của câu điều kiện loại 1 chính là hiện tại đơn cộng với tương lai đơn. Đấy, điều kiện loại 1 đó là hiện tại đơn cộng với tương lai đơn. Thế thì đương nhiên là mệnh đề if sẽ là hiện tại, còn mệnh đề chính sẽ là tương lai. Đúng không? Đây hiện tại đây, absolute đây. Thế còn tương lai sẽ là will die. Tiếp. Câu 11. Are all students used in the countryside? Câu này chúng ta nhìn thấy nó không phải là động từ used to nữa. Và các con cần phân biệt hai mẫu câu với used to ở bên dưới. Mỗi một công thức như thế này các con cần phân biệt. Thứ nhất, used to cộng với động từ dạng nguyên thể thì nó có nghĩa là đã từng làm gì. Còn khi used to mà đi với động từ to be đứng trước hoặc là động từ get đứng trước thì nó sẽ không mới đi với động từ nguyên thể nữa, mà nó sẽ đi với động từ ở dạng đuôi ing. Và cấu trúc này có nghĩa là quen với việc làm gì.
Được chưa? Ví dụ, I used to cycle to school. Tôi đã từng đi xe đạp đến trường. I used to cycle to school. Tôi đã từng đi bộ, đi xe đạp đến trường. Nhưng ở đây tôi quen với việc gì thì nó lại không phải là quá khứ mà nó là hiện tại. I am used to getting up late. Tôi quen mất mất, tôi quen với cái việc ngủ dậy muộn rồi. Quen rồi. Hai cái này hoàn toàn khác nhau bởi vì mỗi một cái câu trên là ở quá khứ còn câu dưới nó lại là ở hiện tại. Câu trên là quá khứ còn câu dưới là hiện tại. Hai cách dùng hoàn toàn khác nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái từ be hoặc từ get đứng trước từ use thôi. Thế bây giờ trong câu này nó có động từ to be rồi thì chắc chắn cái từ vào này phải là use to cộng với verb in rồi. Nếu đi thi các con không để ý mà các con cứ chọn nhanh chọn ẩu là các con sẽ chọn phương án gì? Phương án A đấy. Nhá. Và cô tin là câu này cũng sẽ có người chọn nhanh chọn ẩu và chọn phương án A. Tí nữa chấm điểm và báo điểm cho cô phần này. Câu 12. Đức Hải seems to be well qualified for. Và ta, câu này ta có một cái cụm giới từ đó là to be qualified for. To be qualified for. Đủ trình độ cho cái gì đó. Đủ trình độ cho cái gì đó. Có nghĩa là đáp ứng được về bằng cấp. Câu số 13. Dessert is any sweet food eaten at the end of the meal. Từ này rất giống với một cái từ đó là desert. Desert là sa mạc nhưng dessert ở đây nó là miếng chính là món tráng miệng. Cho món tráng miệng là cái đồ ăn ngọt được ăn sau bữa ăn. Thế câu này nó có cái cụm từ đó là end of. Nó có giới từ of rồi. Phần cuối này không phải cuối của cái gì đó chung chung mà cuối của một bữa ăn. Vậy đây chúng ta cần bảo từ the. End of the. Câu số 14. I can't remember. Câu này chúng ta cần một từ để hỏi đứng ở giữa câu. Nhưng Tom ở đây là một danh từ không đếm được. Cho nên chúng ta sẽ phải chọn how much time. Và câu này chúng ta cần ghi chú. Câu 13 các con ghi là có giới từ of thì chắc chúng ta sẽ phải dùng từ the. The cộng với danh từ cộng với of. Các con nhìn cứ nhìn thấy từ of thì trong trường hợp này nó sẽ cần bảo từ the. Tiếp theo, time là danh từ không đếm được thì đi về how much. Câu 15. Bad weather là một cụm danh từ. Vì vậy nó không thể đi với mệnh đề được. Mà because và though thì đều đi với mệnh đề. Vậy ta loại phương án B và phương án D. According to đi với cụm danh từ đấy. Nhưng ở according to ở đây có nghĩa là theo cái gì đó. Nhưng câu này hai mệnh đề nó trái nghĩa nhau. Mặc dù thời tiết rất là xấu, họ vẫn cố gắng đến trường đúng giờ. Vậy nếu chọn according to thì câu này không hề trái nghĩa. Vậy ta phải chọn inspired, mặc dù. Mặc dù cái hoàn cảnh là thời tiết xấu nhưng họ có một cái kết quả hoàn toàn trái ngược. Vẫn đi học đúng giờ. Câu 16. Could Cô you lend me some money? To. hiện đời máy chứ không. Could you lend me some money to? Câu này đề bài nó thiếu ở cái chỗ này này. Đấy. Và câu này có nghĩa là time me over the end of the month. Time me over. Có nghĩa là cầm cự đếm. Đấy. Bạn có thể cho tôi một ít tiền để tôi
công cụ đến tận cuối tháng được không? Có nghĩa là đang hết tiền. Đấy, xong chưa? Câu 17. I suggest we go on a picnic for the other side of the river. Vậy câu này chính là một câu rủ. Đúng không? Đây là một câu rủ ai làm gì? Đấy, tôi nghĩ là chúng mình nên đi picnic ở bên phía bên kia của bờ sông. Vậy nếu đã là lời rủ thì người kia sẽ phải đáp lại lời rủ là đồng ý hay không đồng ý. Đúng không? Thế còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng câu một. Have a nice day. Chúc một ngày tốt lành. Đây là một câu chúc. Đây là một câu chúc, chúc một ngày tốt lành. Thì nó không thể là câu đáp lại lời gợi ý được. Đúng không nào? Câu thứ hai, have a good trip. Đi vui vẻ nhé. Bất kỳ trong tiếng Anh có cái từ have đứng đầu nó đều là một câu chúc đấy. Đi chơi vui vẻ nhé. Tiếp. Great idea, thật tuyệt. Còn câu cuối cùng, congratulations dùng để chúc mừng. Câu này dùng để chúc mừng. Như vậy ta có đáp án đúng câu này sẽ là phương án C. Được chưa? Một người rủ thì người kia phải đáp lại cái lời rủ đó. Được đấy, có nghĩa là tôi đồng ý đi. Câu số 18. That's very beautiful drawing. Câu này là một câu khen. Đề thi cũng thế, khi người ta cho một câu các con phải xác định được câu đấy chức năng của nó là để làm gì. Câu này là dùng để khen. Vậy em phải đáp lại lời khen. Cảm ơn, đúng không? Em phải cảm ơn. Thế it's nice of you. Bạn thật tốt bụng. Cái này chả liên quan gì đến tốt bụng cả. Đúng không? Đây là một câu nhận xét về tính cách, chả liên quan gì. Congratulations là chúc mừng. Cái này các con biết rồi. Well done là giỏi thật đấy. Đúng không? Là một câu dùng để khen. Thế đây không phải cảm ơn rồi, câu cảm ơn phải là câu A. Được chưa? Đây mới chính xác là một câu cảm ơn này. It's very kind of you to say so. Bạn thật tốt bụng khi nói như thế, nhưng câu này không phải nói về tính cách, mà câu này dùng để cảm ơn bằng nghĩa với câu thank you very much. Đấy, bằng nghĩa với câu là thank you. Vậy ta có đáp án đúng câu này, các con sẽ phải chọn phương án A. Câu 19. Toán và tiếng Anh, compulsory subject on this course. Toán và tiếng Anh đều là hai môn compulsory. Môn compulsory trong cái khóa học này. Effective là hiệu quả. Hai môn hiệu quả. Vậy nó cũng không có cái từ nào để bổ nghĩa đằng sau. Required, yêu cầu. Separate, riêng biệt. Và difficult là khó khăn. Vậy đáp án đúng câu này các con sẽ phải chọn phương án B, yêu cầu. Có nghĩa là hai môn bắt buộc. Được chưa? Đây là hai môn bắt buộc. Câu số 20. I think he lose heart after losing his game. Tôi nghĩ rằng anh ta đánh mất tim sau trận đấu đầu tiên rồi. Mất tim là như nào? Feel disappointed, cảm thấy thất vọng. Các con chỉ khó nhất bởi vì là các con không thuộc từ mới thôi. Chứ còn các con biết hết từ mới thì các con đã giỏi hết rồi. Feel nervous, cảm thấy lo lắng. Về nhà học nhiều thì khắc tăng vốn từ được chứ sao đâu. Tiếp theo, feel worried cũng là lo lắng. Được chưa? Feel worried là lo lắng. Và feel very sad là buồn.
Vậy câu này các con sẽ chọn phương án gì? Đáp án đúng câu này sẽ là phương án A, disappointed. Nếu đã sau trận đấu đầu tiên mà thua rồi thì không còn lo lắng nữa rồi. Được chưa? Mà anh ta sẽ feel disappointed, lose heart. Ở đây là một cụm thành ngữ, mất tim. Câu 21. Cái đĩa bay đó ở trên bầu trời khoảng 30 giây, sau đó thì went away. Và went away thì ở đây thì nó đối nghĩa với từ turn up là xuất hiện. Thế còn từ vanish ở đây nó lại bằng nghĩa với từ disappear, là biến mất. Vanish là biến mất nha, nó bằng nghĩa với từ disappear. Nhưng ở đây chúng ta không chọn từ appear, bởi vì ở đây nó tương đương về mức độ cụm từ thì chúng ta sẽ dùng từ went away và từ turn up, tương đương về cụm từ nhé, cụm động từ. Thế còn nghĩa của nó thì vẫn là có thể dùng từ appear được. Đề thi thường người ta không ra thế này. Đấy. Câu số 22. We spent an enjoyable evening boat in the river. Enjoyable evening. Chúng ta biết từ enjoyable rồi. Nó là một buổi tối rất là tuyệt vời. Thế thì chúng ta sẽ đối nghĩa với nó là boring. Đấy. Còn unpleasant ở đây là không thoải mái. Không thoải mái. Comfortable là thoải mái. Được chưa? Và nice ở đây là tuyệt vời hoặc là tốt hoặc là đẹp. Được chưa? Bài tiếp theo liên quan đến bài đọc. Có hàng triệu vì sao trên bầu trời. Nếu bạn nhìn lên trên bầu trời, lúc này chúng ta sẽ dùng từ up, look at the sky. Nhìn vào cái gì đó, cụm động từ đầu tiên. Vào một đêm trời quang mây thì bạn có thể nhìn khoảng 3.000 vì sao. Chúng trông rất bé nhưng chúng thực sự rất là lớn. Và chúng thực sự là những quả bóng lớn chứa đầy khí ga. Vậy đây chúng ta có từ very. Really? Really big hot balls. Too much show. Ở đây chúng ta không dùng từ too. Too big. Câu này chúng ta sẽ chọn phương án A. Câu 25. Đáp án đúng là phương án C. And. Every day, new star born and old star dies. Hàng ngày thì những ngôi sao mới được tạo ra và những ngôi sao cũ sẽ mất đi. Nó mất đi bằng cách nào? Nó va chạm với nhau hoặc là tự thiêu. Câu 26. The light from the nearest star takes more. Chắc chắn là điện tử đen rồi. Đúng không? So sánh hơn. Mất khoảng bao nhiêu năm? 4 năm để có thể tiếp cận được trái đất. Hàng trăm năm trước nhiều người dùng sao, ví dụ như là sao cực Bắc, để biết được hướng đi. Thế ở đây chúng ta sẽ chọn direction chính là hướng. Còn những cái kia thì nó không phải là danh từ, đúng không? Bài đọc tiếp theo chúng ta đọc về Ellie Harriet. Đoạn văn này cũng ngắn thôi, không có gì dài cả. Và cái đề này cũng là một đề bình thường, không khó. Và từ đầu hôm chữa đề đến giờ cô chưa thấy một bạn nào được 10. Chưa một bạn nào được 10. Chúng ta bắt đầu làm câu 28, 29, 30, 31 và 32. I've been a bit of entertainer and play funny man. Pastime comedian for years, so I learned how to stand in front of the audience. Made me sure of myself, being liked,
I like being liked. Tôi thích được yêu mến. Love making someone smile. Thích làm cho mọi người cười. Just moved to a larger house with my wife. Vân vân. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian ca hát khiêu vũ quanh ngôi nhà. I grew up ở đây là lớn lên. Because my dad is a pianist. Chester Harriet, still playing by the time. My working day is divided between television and writing book cookbooks. Though TV takes most of my time. Spend about 5 days. Các con đọc lại một lần nữa nhá. Cô đọc đến đâu con đọc đến đấy nè. Fortnight working on the cooking programs I appear in. I eat all sorts of things at home, but I only buy quality food. When I'm cooking, I experiment with whatever is in the fridge. Good practice for my TV series. A big fan and enjoy going to matches, but I'm home-loving person, really. I don't like going to the pub. I don't like going to the pub. Pub ở đây là quán rượu này. But we do not go out to eat about twice a month. Nothing better than a night at home playing with the children. Ông này rất yêu trẻ nhỏ, đặc biệt là yêu các con, không thích đi uống rượu. Thích ở nhà chơi với con. Rarely go to bed before midnight. Đi ngủ rất muộn. Late evening. Đêm khuya. When fresh thoughts is on cooking always come to me. Đêm khuya là lúc những cái ý tưởng rất mới về nấu ăn nảy sinh trong đầu. So I often write or plan my programs then. Đấy. When I eventually go to bed, I have no trouble sleeping. Khi đi ngủ thì không còn phải lo lắng cái gì nữa. Vậy bài này nói về một cái nhân vật cũng khá nổi tiếng, đó là Ellie Harriet. Ông ta là một entertainer, đúng không? Ông ta là một entertainer. And play the funny man, đóng vai trò là người làm các chương trình hài. Part-time comedian for years, vân vân. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chọn câu 29 trước để tìm thông tin chi tiết nhé. What would a reader learn about Ellie from the text? Đây, câu 29 là một câu khó. Người đọc biết được gì về Ellie qua bài này? Thông tin thứ nhất, ông ta là một nhạc công rất giỏi. Có thông tin của cái này không? Không hề có, không hề nói ông ta là nhạc công. Ông ta nói là ông ta là một entertainer. Rồi part-time comedian, đúng không? Tiếp, có nói đến music không? Có nói đến dance và singing. Nhưng ở đấy là chỉ là cái sở thích của ông ta thôi. Đây này, có singing and dancing around the house, music, vân vân. Nhưng ở đây là tôi lớn lên trong cái môi trường âm nhạc, bởi vì bố tôi là một nghệ sĩ piano. Nhưng tôi thì lại chả liên quan gì đến âm nhạc cả. Đấy, vậy đọc phải tỉnh táo nhé. Phương án A bị loại đến phương án B. He likes to play up to plan the family meals. Ông ta thích lập kế hoạch những bữa ăn trong gia đình. Cái này có không? Chúng ta tìm tiếp này. Bắt đầu tìm đoạn trên này thì là không có rồi nhá. Đoạn trên này cô dịch lại này. Tôi là một người đem lại tiếng cười cho mọi người, đúng không? Tôi làm diễn viên hài nhiều năm, cho nên là tôi học được cái cách đứng trước khán giả. It made me sure of myself. Nó làm cho tôi tự tin hơn. Tôi thích được yêu mến và thích làm mọi người cười. Tôi sống ở London và làm sao? Tôi chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn cùng với vợ của mình là Claire và hai đứa con Jimmy và vân vân. Tôi dành nhiều thời gian để hát và khiêu vũ ở nhà, lớn lên cùng âm nhạc. Nhưng mà
vì cha của tôi là nghệ sĩ piano, vân vân. Đấy. Một ngày của tôi chia làm hai công việc, đó là TV và viết những cuốn sách nấu ăn. Đấy, nên làm gì có cái phương án là plan the family meals đâu. Ông này chả liên quan gì đến bữa ăn gia đình cả. Đấy, ông ấy làm các chương trình nấu ăn để phát lên TV. Câu số 3, à câu C, nervous about performing on stage. Ông này có lo lắng một tí nào khi mà biểu diễn trên sân khấu đâu? Đây này. It made me sure of myself. Vậy phương án này, cái câu này, nó loại ngay cái phương án C ở câu 29. Thực ra đọc rất dễ thôi con ạ. Làm kỹ năng đọc rất là dễ, các con chỉ cần gạch chân, các con bôi đen nó ở chỗ nào, các con tìm thông tin nó ở chỗ nào, các con gạch chân vào để khi đọc xong các con đỡ quên, giống như cô đang làm đây này. Vậy làm bài thi các con cũng thế thôi. Đề các con được nháp thoải mái vào đề. Các con chỉ phải nộp cái phiếu tô thôi nhé. Vậy khi làm đề, các con nhớ là gạch chân cái chỗ các con đọc vào. Và con ghi đây là câu hai mấy. Ví dụ cô làm như này là cô xác định được đây là câu 12, 19 này. Toàn bộ câu 29 nó nằm ở đây. Đấy, vậy đáp án đúng câu này là phương án D. Câu này là một câu hoàn toàn đúng. Anh ta thích dành thời gian để chơi cùng gia đình. Câu nào? Đây. Home loving person. Tôi là một người rất yêu gia đình, hướng về gia đình. Đấy. Tôi không đi quán rượu, vân vân. Tôi chỉ ở nhà chơi với con thôi. Được chưa? Câu 30. What does the writer say about himself? Tác giả nói gì về chính mình? He loves going out and meeting people. Anh ấy có thích đi chơi và gặp bạn bè không? Chắc chắn là không, đúng không? Đấy, không thích đi ra ngoài, không thích rượu chè, thì lấy đâu ra mà thích gặp bạn bè. Câu C, he prefer being a comedian. Anh ta có thích trở thành một diễn viên hài không? Nó chỉ là part time comedian nữa nhé. Mà cái này lại là trong quá khứ rồi, worst. Đấy, được chưa? Tiếp theo, câu C. He guessed. Chết rồi. Bỏ qua câu 30 rồi. Giờ làm lại câu 30 này. What does the writer say about himself? Phương án A, he loves going out and meeting people. Cái này là loại nhá. Đấy, bởi vì anh ta không thích giao lưu bạn bè, không thích rượu chè gì hết. Anh ta thích nổi tiếng. Phương án B, he's very similar to his mother. Similar, giống. Cái similar to là giống này. Đấy, anh ta rất giống bố anh ta, không có thông tin. Đúng không? Và phương án D, he should go to bed earlier. Anh ta đi ngủ rất sớm. Cái này bị sai. Rarely go to bed before midnight. Đấy, đây là một trong những câu phải gạch chân để chứng minh rằng nó sai. Đúng không? Vậy câu này là sai rồi. Câu này là sai nốt. Đúng không? Tôi tìm được ba câu sai thì tôi sẽ tìm được ra câu đúng. Đấy, vậy đáp án đúng câu này phải là phương án C. Anh ta thích nổi tiếng. Câu nào cho biết anh ta thích nổi tiếng? Đây. I like being liked. Tôi thích được yêu mến. Rõ ràng là người nổi tiếng thì thích được yêu mến à. Đây. Tôi tìm một thông tin ngay. Tiếp tục. Câu 31. What does he say about his working life? Anh ta nói gì về cái đời sống làm việc của anh ta? He would like to appear less on TV. Anh ta thích xuất hiện ít trên TV. Cái này có thông tin không? Thích xuất hiện ít trên TV. Không có thông tin đúng không? Vậy tôi sẽ đánh dấu ở đây là NI. Cái nào không có thông tin tôi ghi là NI. Tôi chưa tìm thấy, tí nữa tìm thấy thì tôi sẽ bảo là nó bị sai. Đấy, tôi cứ đọc đi đó. Phương án B, he gets his best ideas at certain times. Anh ta nảy ra ý tưởng rất là hay tại một cái thời điểm nhất định. Ở đây ta có từ cái certain times là thời điểm nhất định nhé. Cô viết tắt này. Thời điểm vậy cái thời điểm nhất định là thời điểm gì? Tức là nó có nó gần như là thời gian biểu của anh ta. Anh ta có cái ý tưởng, nảy sinh ra ý tưởng rất hay vào cái thời điểm nhất định, và đây chính là sau nửa đêm.
Late evening này. Đấy, cái chỗ này chính là cái chỗ cô vừa vạch chân vừa nãy này này. Thế vậy cái này rất có thể là đáp án đúng, đúng không? Rất cái này có thể là đáp án đúng đấy. Đấy. Tiếp theo. He would lie less on TV, là không có thông tin. Phương án C. He preferred being a comedian. Anh ta thích trở thành một diễn viên hài. Cái này cũng không có thông tin nốt. Đúng không? Anh ta chỉ nói là anh ta đã từng là một diễn viên hài thôi. Và câu cuối cùng. Should go to bed earlier. Đi ngủ rất là sớm. Sai. Rarely go to bed after midnight. Tức là lúc khi đi ngủ trước nửa đêm. Bạn nào đang chưa tắt mic thì tắt mic đi nhá. Vậy đáp án đúng câu này các con sẽ phải chọn đáp án B. Được chưa? Nếu không đọc phần này, đọc không hiểu thì sẽ không chọn được đâu. Cái từ home loving ở đây có nghĩa là gì? Được chưa? Đáp án đúng là phương án B. Fond of staying at home. Là một người thiên hướng về gia đình. Vậy bài này nói về cái gì? Chúng ta sẽ chọn đáp án A. Describe how he lives. Miêu tả đời sống. Không về đáp án C. Talk about his cooking ideas. Bài này không hoàn toàn nói về những cái ý tưởng nấu ăn của anh này. Cũng không nói về việc là anh ta làm gì để mọi người cười. Và cũng không nói về việc là how he started in TV. Anh ta bắt đầu xuất hiện trên TV như thế nào. Mà đây là nói về cái cook. Nói về cái how he lives. Được chưa? Sống như thế nào? Làm việc như thế nào? Tính cách như thế nào? Vân vân. Đấy, nói về how he lives. Đáp án đúng là phương án A. Tiếp theo câu 33. Did you eat chocolate? Maria said to Peter. Câu 33. Câu này sẽ là Maria asked if Peter had been eating chocolate. Chữa nhanh nhá. Đây là một câu hỏi yes no trong trực tiếp gián tiếp. Maria hỏi xem là Peter đã ăn chocolate phải không? If. Câu 34. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái xinh như thế. Cô ấy là người xinh nhất mà tôi từng gặp. Chuyển từ this is the first time chuyển thành so sánh hơn nhất. Và các con cần ghi câu này. This is the first time cộng với hiện tại hoàn thành. Đây là lần đầu tiên cái gì đó. Đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi làm cái gì đó. Vậy đó là cái lần mà chấm chấm nhất. Đấy. Cô ấy là người xinh nhất mà tôi từng gặp. Câu 35. Thực ra cái câu 34 và câu 35 nó là kiến thức của năm lớp 6 đấy. Lớp 6 nó học như này rồi. Họ bắt đầu sống ở ngôi nhà này. For 12 months. Began. Bắt đầu. Đấy. Vậy câu này sẽ là they have lived in this house for 12 months. Câu 36. People speak English in almost every corner of the world. Câu này là một câu xuất hiện trong sách giáo khoa. Mọi người nói tiếng Anh ở mọi ngóc ngách của thế giới này. English is spoken in almost every corner of the world. Câu này chuyển câu bị động thôi.
Câu 37. Đây là nối hai câu sử dụng mệnh đề quan hệ. Ở đây tôi phân biệt này, ta tôi bắt đầu phân tích này. The footballer và he là cùng chỉ một đối tượng. Cái người cầu thủ nào mà sử dụng thuốc đấy. Vậy cái từ who này có thể thay bằng từ that, nhưng ở đây không thể bỏ who hoặc that đi được. Được chưa? Who took drugs has been banned for playing again, đã bị cấm chơi lại. Mệnh đề quan hệ chính là mệnh đề được bôi màu đậm. Cầu thủ nào? Cầu thủ dùng thuốc. Câu 38. Người đàn ông muốn có một ít không khí thoáng đi vào phòng. Anh ta mở cửa. Vậy anh ta mở cửa để... Được chưa? Order đây là mở để rồi. He opened the window. Cái vành hành động mở ấy, cái hành động mở là để cho không khí thoáng nó vào. He opened the window to get some fresh air in the room. Mệnh đề này các con cũng được học rồi. In order to get some fresh air in the room. Câu 39. Mike graduated with good degree. Mike tốt nghiệp bằng giỏi, tuy nhiên anh ta lại thất nghiệp. Câu này dễ thôi. Although là mặc dù anh ta bằng giỏi. Anh ta bằng thì giỏi nhưng không có kinh nghiệm. Rồi giao tiếp thì kém. Thì vẫn là bị thất nghiệp thôi. Although Mike graduated with good degrees. Cái này là một thực tế đúng. Có những người học rất giỏi nhưng kỹ năng giao tiếp kém. Vẫn thất nghiệp như bình thường. Cho nên cái kỹ năng giao tiếp là một trong những cái chìa khóa thành công cho các con sau này. Chịu khó đi nói chuyện với người ngoài nhiều vào. Đúng không? Nói chuyện để làm gì? Để rèn luyện cái kỹ năng nói chuyện, rèn luyện kỹ năng đàm phán, vân vân. Mặc dù Mike tốt nghiệp bằng giỏi, he joined the rank of the unemployed. Anh ta lại xếp hàng trong cái nhóm thất nghiệp. Câu 40. Tôi không biết toàn bộ câu chuyện. À, cô ta không biết toàn bộ câu chuyện. Cho nên là cô ấy rất là tức. Thế câu này nếu người ta cho từ known, thế câu này là một câu điều kiện loại 3 thôi. If she had known. Chặt tờ đi. If she had known the whole story. The whole story. She wouldn't have. She wouldn't have been angry. Được chưa?